Kết quả sổ số việc lót hôm nay ngày 28 tháng 12, giải nhất của mắt 3D ghi nhận đã có 42 người trúng thưởng. Theo công bố từ công ty sổ số việc lót, kết quả sổ số việc lót hôm nay của sản phẩm mắt 3D đã có kết quả lần lượt như sau. Giải nhất có các giải số trúng là 654, 689. Giải nhì bao gồm các giải số 179, 791, 194, 758. Giải ba gồm có giải số 710. 624 799 719 420 95 giải khuyến khích có kết quả gồm các số 790 0 309 333 39 191 220 389 công bố số lượng trúng giải việc lót mắt 3D hôm nay với kết quả như trên số lượng người chơi trúng giải việc lót mắt 3D kỳ này như sau Số lượng trúng giải mắc 3D giải nhất với số tiền thưởng trị giá 1 triệu đồng đã có 42 người may mắn trúng giải. Phần thưởng có số tiền là 350.000 đồng của giải nhì đã thuộc về 90 người chơi. Giải 3 ghi nhận đã có 124 người nhận giải với số tiền 210.000 đồng. Số tiền thưởng 100.000 đồng của giải tư đã có 210 tấm vé dự thưởng trúng giải. Số lượng trúng giải mắc 3D cộng giải nhất cùng với số tiền thưởng giá trị đến 1 tỷ đồng của mắc 3D cộng hôm nay ghi nhận đã có đến 2 người đoạt giải. Giải nhì với số tiền 40 triệu đồng đã có 5 người may mắn trúng giải. Việc lót ngày 28 tháng 12, kết quả sổ số việc lót hôm nay, sổ số việc lót mắc 3D giải 30 triệu đồng ghi nhận có duy nhất một tấm vé may mắn trúng thưởng. Giải tư đã có 5 người chơi trúng giải, lần lượt nhận được 5 triệu đồng mỗi người. Giải năm với số tiền thưởng 1 triệu đồng đã có 49 người chơi sở hữu. Giải 6 kỳ này đã có 456 tấm vé may mắn trúng được 150.000 đồng mỗi vé. Giải 7 trị giá 40.000 đồng đã thuộc về 3986 người chơi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tung tâm com vn Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.